Hello mọi người, mình là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với Catch Up with Chi. Là một podcast mình sẽ chia sẻ về những trải nghiệm mình đi học và đi làm tại Úc. Thì lần trước mình đã thu cái podcast ngày hôm nay một lần rồi. Nhưng mà đúng ngay đoạn mình đang định nói xấu sếp thì âm thanh có hơi bị rè một chút. Nên là hôm nay mình quyết định thu lại một lần nữa. Bây giờ là tháng 9 và vào tháng 9 năm trước thì mình bắt đầu đi làm ở CSIRO. Và đây là cũng là cái công việc chính thức đầu tiên của mình từ khi mình đi du học ở Úc. Bây giờ mình nghĩ lại thì đúng là thời gian trôi qua rất là nhanh luôn. Kiểu mình hay nói vui là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chắc các bạn nào chưa biết thì cái job của mình, title của job của mình là Research Scientist. Và hiện tại mình đang làm nghiên cứu về mảng lũ lụt. Và mình đang làm cho một cái project nghiên cứu về ngập lụt tại Úc, ở các bang phía đông bắc nước Úc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ năm 2022. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về những cảm nhận của mình sau một năm đi làm, về những điều mình thích và cả những điều mà mình thấy là chắc là cần phải có thêm một thời gian nữa thì mình mới thích ứng được khi mà đi làm việc trong một cái môi trường mới. Let's start! Điều đầu tiên mình thấy là cái tiến độ công việc khi mà mình đi làm thì nhanh hơn rất là nhiều so với khi là mình đi học PhD hay là khi mà mình đang còn làm postdoc của Monash. Khi mà mình nhận được job offer thì mình cũng ngay lập tức là mình đến hỏi bác supervisor của mình là liệu mình có nên nhận cái offer CSIRO hay không. Bởi vì là CSIRO mặc dù có office ở Melbourne nhưng mà bởi vì là team của mình thì toàn bộ tất cả mọi người đều làm việc ở Canberra nên là bác là manager của mình bây giờ thì cũng muốn mình chuyển đến Canberra thay vì làm việc ở Melbourne. Còn mình thì thực sự là mình không muốn chuyển đến Canberra. Thì nếu các bạn đã xem cái tập vlog của mình lần trước thì cũng biết là Canberra nhìn chung thì rất là chán so với các thành phố khác ở Úc. Tuy nhiên là bác supervisor của mình lúc đầu cũng nói là cái job offer của mình khá là tốt. Thứ nhất là thông thường là nếu các bạn có job offer là postdoc thì cái contract thường là 1 năm hoặc là 3 năm. Nghĩa là sau khi mình làm xong 1 năm hoặc là 3 năm thì mình phải apply cho một cái job khác. Trong khi cái job offer của mình tại CSIRO là permanent contract. Điều thứ hai nữa là khi mà làm việc ở CSIRO thì chỉ tập trung vào nghiên cứu chứ không phải đi dạy. Và điều thứ ba thì mặc dù là bác supervisor của mình không có liên hệ trực tiếp với lại bác làm manager của mình bây giờ, nhưng mà các bác cũng đã từng hợp tác với rất nhiều nhóm ở CSIRO nên là các bác cũng biết là môi trường làm việc ở CSIRO khá là relax và less competitive so với môi trường academic ở trường đại học. Nếu mà các bạn đã và đang làm ở trường đại học thì các bạn biết là khi mà làm ở trường đại học thì phải đi dạy, mà đi dạy thì rất là mệt. Khi mà mình còn làm postdoc ở Monash, nói về tính challenging thì không khó bằng cái công việc mà mình đang làm ở CSIRO hiện tại. Nhưng mà ngày nào gần như là mình cũng phải làm việc buổi tối và làm việc ít nhất là vào một ngày cuối tuần. Bởi vì là khi mà mình đi dạy á, thì mình dặn ít nhất là 2 ngày một tuần để vừa chuẩn bị vừa đi dạy. Và công việc đi dạy ở Monash hay là đi làm trợ giảng thì bao gồm những việc như là chuẩn bị câu hỏi hàng tuần cho sinh viên, ra đề thi, chấm bài, đi dạy ở practice class và đi dạy ở lớp làm thí nghiệm, trả lời email cho sinh viên. Thì những cái việc đó tưởng chừng như đơn giản nhưng mà mình tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như là khi làm một cái quiz tầm khoảng 30 phút cho sinh viên thì mình tốn tầm khoảng 2 tiếng vừa chuẩn bị câu hỏi mới, vừa giải lại cái câu hỏi mà mình đặt ra cho sinh viên, set up các câu hỏi ở trên Moodle, sau đó là release cái lời giải sau khi mà sinh viên đã làm bài xong. Có một lần là khi mà bác supervisor của mình đi công tác thì bác mới nhờ mình là trả lời câu hỏi cho sinh viên trên forum. Mình nhớ đó là một ngày trước cái deadline nộp assignment. Mọi người tưởng tượng là trong cái môn của mình thì có 300 sinh viên thì khoảng 100 sinh viên lên hỏi vào cùng một ngày. Mà mình đã dành thời gian là từ 9 giờ sáng tới 12 giờ đêm để trả lời tất cả các câu hỏi của sinh viên nhưng mà vẫn không thể trả lời hết được. Như vậy là để cái đảm bảo cái tiến độ công việc nghiên cứu của riêng mình thì mình bắt buộc là phải làm việc buổi tối và làm việc cuối tuần. Thậm chí là có những lúc là bác supervisor của mình mới nói là nếu mà trong cái semester, trong kỳ học á, thì thầy của mình còn phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Và đôi lúc là thầy thấy stress đến độ là muốn bỏ việc luôn.
Còn đối với những cái người trẻ như mình mà muốn có nhiều publication, muốn có nhiều funding thì cần phải dành nhiều thời gian làm việc và phải cố gắng hơn nữa. Tại CSIRO thì phần lớn thời gian là chỉ tập trung vào nghiên cứu và cái áp lực mà phải có publication thì không có nặng giống như là khi mà ở trường đại học. Thì ở CSIRO có hai loại project. Thứ nhất là internal projects và external projects. Internal project là những project được plan và lên ý tưởng bởi nội bộ CSIRO và các nhóm thì sẽ lên ý tưởng giải quyết một cái vấn đề khoa học nào đó. Còn team của mình là làm external project, nghĩa là nhận funding từ bên ngoài và làm các dự án cho chính phủ Úc. Thì cái cách hoạt động của team mình thì khá là giống với một cái consultant ở industry. Vì cái project mà mình đang làm với team của mình là một cái project khá lớn và nhận được nhiều sự chú ý từ bên truyền thông và cũng có những cái high deadlines nên là cường độ công việc cũng khá là căng thẳng để đảm bảo là có thể delivery kết quả tốt và đúng hạn. Tuy nhiên là bác là manager của mình thì cũng không khuyến khích mọi người trong team là phải làm việc ngoài giờ, trừ những cái trường hợp cần thiết, ví dụ là khi đến gần với deadline của project. Thêm một điểm nữa là mặc dù là công việc bây giờ thì mình thấy khó hơn khi mà mình học PhD và khi làm postdoc, nhưng mà các plan của team mình thì đã được set up khá là rõ ràng. Ví dụ là bây giờ là tháng 9 nhưng mà mình đã biết là mình phải làm những gì cho đến tháng 12, đến tận cuối năm này, thì mình biết là nếu mà mình dành thời gian và mình cố gắng thì mình có thể giải quyết xong những cái task mà mình cần làm. Thứ hai nữa là tự bản thân mình sau khi mà mình học xong PhD thì mình thấy khả năng mình plan cho công việc của mình, set up từng cái task nhỏ thì cũng tốt hơn so với khi là mình học PhD. Nên là dù cái công việc của mình khá bận nhưng mà mình không có cảm thấy quá áp lực về mặt thời gian và mình biết là nếu mà mình tập trung thì mình có thể hoàn thành công việc trong cái thời gian mà mình đã đề ra. Điều thứ hai mà mình nhận ra khi mà đi làm việc thì dù ít hay nhiều sẽ có những cái drama, những cái bất đồng và tự bản thân mình cần phải thích ứng với cái môi trường làm việc mới thay vì trông chờ là người khác sẽ thay đổi vì mình. Vào vài tháng đầu tiên khi mà mình đi làm ở CSIRO thì mình thấy cái môi trường làm việc ở CSIRO khá là khác so với khi mà mình đi làm với supervisor của mình tại Monash. Thứ nhất là các bác supervisor của mình là người châu Âu và mình đã quen với kiểu giao tiếp khá là flexible. Và khi mà mình làm cái project ở PhD thì cái project đó là project của mình, phần lớn thời gian là mình làm một mình và mình chỉ cần phải trao đổi với bác supervisor nhiều nhất là mỗi lần mỗi tuần. Nhưng mà khi mà mình đi làm ở CSIRO thì mình làm trong một cái project lớn thì mình phải làm việc chung và hợp tác với nhiều người trong team mình và trong các team lân cận nữa. Thêm nữa là cái project lúc này không còn là cái project của riêng mình nữa mà là cái project chung của cả team và người chịu trách nhiệm nhiều nhất là bác line manager của mình hay là một bác project leader. Do đó có rất nhiều việc là mình không có thể tự quyết định được. Khi mà mình mới đi làm thì mình cũng gặp những cái khó khăn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp của mình. Ví dụ khi mà mới đi làm thì mình làm việc trực tiếp với một chị senior của mình và bác line manager đã nhờ chị senior đó hướng dẫn cho mình về cái mảng flood modeling mà nhóm đã làm trong những cái project trước. Và sau đó thì từ từ mình nhận những cái task riêng nhưng mà mình vẫn trao đổi trực tiếp từng bước trong công việc với chị senior của mình. Thì có những khi là mình thấy có những cái câu hỏi là mình thấy quan trọng nhưng mà khi mà mình hỏi chị trong team mình thì chị lại nói là vì sao em hỏi nhiều câu silly questions như vậy. Và cũng có những khi là mình thấy là có những cái vấn đề nhỏ có thể bỏ qua bởi vì nó không ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả cuối cùng thì chị lại muốn mình đào sâu hơn vào cái phần đó và dành rất nhiều thời gian để cho cái phần đó mà mình biết là cuối cùng thì cũng không có thay đổi kết quả quá nhiều. Thì khi mà về nhà mình cũng suy nghĩ là lý do tại sao cái việc giao tiếp của mình và chị senior trong nhóm mình không được hiệu quả. Thì mình cũng nghĩ là mình đã hỏi khá là nhiều câu hỏi trong khi là chị có một công việc riêng, chị có một cái task riêng mà chị cần phải làm. Và nếu mình hỏi quá nhiều thì chị sẽ bị mất tập trung vào cái công việc của chị. Sau đó thì mình cũng cố gắng set up một cái thời gian meeting nhất định giữa mình, chị senior và bác line manager của mình để có thể tiện trao đổi công việc của project cũng như là mỗi khi mình có kết quả mới thì mình cũng có thể trình bày kết quả và discuss về cái plan cho những task tiếp theo.
Thì mình cũng tâm sự với một vài bạn của mình làm sao để có thể giao tiếp tốt hơn trong cái môi trường công việc, và các bạn của mình đều nói là khi mà đi làm á, thì chắc chắn là sẽ có những cái bất đồng xảy ra. Đương nhiên là mình không có thể thay đổi cái thái độ và thay đổi cách cư xử của người khác đối với mình, nhưng mà mình có thể thay đổi cái cách giao tiếp của mình để cho công việc hiệu quả hơn và hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Từ đây mình cũng muốn nói là khó có một trường hợp nào mà các bạn đi làm trong một team mà lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, lúc nào cũng nhận được lời khen từ sếp, hoặc là làm việc với mọi người thì lúc nào cũng trơn tru và không bao giờ có một cái bất đồng nào. Nếu mà mọi người muốn đi làm trong một cái team mà sếp lúc nào cũng khen bạn á, thì mình nghĩ đó là do sếp không có thời gian trực tiếp quan tâm đến cách làm việc của nhân viên mà chỉ quan tâm đến kết quả của công việc thôi. Thì như vậy là nhiều khi những cái việc mà quan trọng khác khi đi làm, ví dụ như là cách trao đổi với đồng nghiệp này, cách giao tiếp với customer và những cái mối quan hệ ở trong công việc, thì sếp bạn cũng không có thời gian để chỉ dạy cho bạn. Như vậy là sẽ tốn một thời gian rất là nhiều để mình tự học. Hơn nữa mình là một đứa thích chịu ngược và mình cũng muốn nghe những cái lời đóng góp của người khác, những người trong team mình hoặc là line manager của mình để giúp mình tiến bộ, thay vì nghe những cái lời khen thảo mai mà về lâu về dài thì cũng không có đóng góp gì hoặc là cũng không có giúp ích gì cho cái việc tiến bộ của mình trong công việc hết. Hiện tại thì bác line manager của mình cũng khá là support mình trong công việc, và khi mà được làm việc chung trong một nhóm có nhiều người senior hơn mình thì mình cũng học tập được rất là nhiều từ mọi người. Tóm lại thì mình cũng biết là mình còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm, từ kinh nghiệm trong công việc đến kinh nghiệm khi mà giao tiếp ở môi trường làm việc. Và mình nghĩ là nếu mà mình biết là cái điểm yếu của mình ở đâu thì mình sẽ có nhiều khoảng trống để improve ở đó. Điều thứ ba mà mình muốn nói đến đó là việc tạo dựng lòng tin khi mà đi làm việc. Gần đây thì bác làm manager của mình có giao cho mình một cái task riêng làm về mảng hydroclimate. Thì trong team mình chưa có ai làm về cái mảng hydroclimate hết. Thì mình cũng phải đọc literature và mình cũng phải hỏi những người trong team khác khá khá là nhiều. Và sau đó là mình xây dựng cái plan để làm xong cái task của mình. Thì có đôi khi là mình biết chắc chắn là cái plan của mình hợp lý hoặc là những cái ý kiến mình đưa ra là đúng, nhưng mà có thể là bác line manager của mình vẫn tỏ ra là hơi nghi ngờ một chút xíu hoặc là bác bỏ ý kiến của mình. Thì mình về nhà mình cũng suy nghĩ là tại sao có những vấn đề mình biết chắc chắn là mình đúng nhưng mà mình không thuyết phục được sếp của mình. Thì từ từ mình cũng hiểu ra là khi làm một cái mảng mới có thể là mình đọc literature và mình hiểu về cái mảng đó, nhưng mà thực sự là mình hiểu chưa sâu, những cái bằng chứng mà mình đưa ra thì chưa đủ để thuyết phục. Ngay lúc mà bác line manager bác bỏ ý kiến của mình thì mình cũng không nói gì mà mình cũng chỉ nói là để mình về mình sẽ đọc thêm và mình nghiên cứu thêm về cái phần đó. Và đồng thời thì mình cũng gợi ý là mình có thể gặp một bác professor mà là expert của cái mảng đó để hỏi lại. Thì bác line manager của mình rất là support và bác cũng giới thiệu cho mình một bác professor ở trường ANU. Và sau khi mình có meeting với bác professor cùng với bác line manager của mình thì cái vấn đề trở nên rất là rõ ràng. Và sau khi bác professor ở ANU cũng approve cái ý kiến của mình là đúng thì bác line manager cũng tin tưởng mình hơn. Thì mình nghĩ cái lòng tin trong công việc cũng tốn một cái thời gian để xây dựng. Ví dụ là khi mà bạn mới đi làm thì không ai biết bạn là ai và cũng không có ai biết là cái năng lực của bạn đến đâu. Thì cũng tốn một thời gian để bạn chứng minh là bạn có thể làm được những cái công việc được giao. Và mình nghĩ là nếu trong công việc thì bạn tỏ ra là bạn là người ham học hỏi và có ý chí cầu tiến thì dần dần thì mọi người cũng sẽ tin tưởng hơn và chính bản thân mình cũng tin tưởng hơn là mình có thể làm những cái task khó hơn. Một điểm nữa mình thấy để tạo dựng cái lòng tin trong công việc đó là khi mà bắt đầu làm việc thì đừng có bắt đầu bằng những việc quá khó mà hãy làm tốt những cái việc nhỏ trước. Mình thấy có rất nhiều bạn và đặc biệt là các bạn trong khi mà đi làm nghiên cứu thì các bạn muốn làm một cái project lớn hơn, muốn làm những việc có significant impact. Nhưng mà theo mình nghĩ là khi mà mình làm trong cái project lớn rồi thì mình mới thấy là cái kết quả của project đó là phụ thuộc vào cái kết quả của từng cái task nhỏ. Nếu mà bạn có thể làm từng cái task nhỏ mà có kết quả tốt đó, thì cuối cùng là cái project sẽ có kết quả tốt thôi. Nên mình nghĩ là khi bắt đầu đi làm thì nếu mọi người làm những cái việc đào to búa lớn quá nhưng mà cuối cùng lại mắc sai lầm thì không chỉ dẫn đến việc là mất lòng tin mà còn ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc, tiến độ project của cả nhóm nữa. Điều thứ tư đó là không nên chỉ làm những việc được giao.
Cái này thứ nhất là nghe cũng hơi mâu thuẫn, vì bình thường là đi làm mà đã làm tốt những cái việc được giao thì đã là khó rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các bạn chỉ làm những việc được giao thôi thì rất là khó để các bạn có thể tiến xa trong công việc và tiến xa trong cái sự nghiệp của bạn. Mỗi khi mình làm một task mới trong công việc thì đây cũng là một cơ hội để cho mình học thêm về một cái mảng mới và rèn luyện thêm những cái skill mà mình chưa có trước đó. Nên là thay vì chỉ làm những cái công việc được giao thôi thì mình sẽ làm nhiều hơn, mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn để maximize cái khả năng của mình. Ví dụ khi là mình được giao một task về mảng hydroclimatics thì mình cũng đọc thêm literature, mình set up các scenario khác nhau cho cái thí nghiệm của mình. Thì có thể là một vài cái scenario không phải là những cái scenario cần thiết cho cái project của mình, nhưng mà mình nghĩ là những cái scenario đó thì sẽ giúp mình hiểu hơn về cái topic mà mình đang làm. Và sau khi đã có đủ kết quả cho project rồi thì những cái kết quả còn lại mình sẽ sử dụng để viết bài báo khoa học chẳng hạn. Có một lần thì mình nói chuyện với bác line manager của mình, thì đúng là mình đi làm cho CSIRO, nhưng mà mình không chỉ đi làm cho CSIRO mà mình còn làm cho bản thân mình nữa. Mình đi làm thì không phải là chỉ để nhận được tiền lương, mặc dù là mình rất ham kiếm tiền nha mọi người. Thì mình đi làm là còn để làm những cái việc mình muốn làm và làm những điều giúp mình trở thành người mình muốn trong tương lai nữa. Nếu mà mình biết là mình đã muốn gì rồi thì mình cũng hiểu rõ lý do vì sao mình phải cố gắng không ngừng và có thêm động lực để phát triển chuyên môn của mình. Điều thứ năm mà mình thấy cũng quan trọng nữa đó là cần phải biết khiêm tốn. Mình đã từng xem một tập podcast Have a Sip phỏng vấn chị Thái Vân Linh, thì như chị Thái Vân Linh cũng nói là cần có một cái thái độ là không biết gì khi mà tiếp cận một cái vấn đề mới. Điều này cũng giống như là nếu mà bạn tỏ ra là bạn biết nhiều và bạn nghĩ là bạn đã biết nhiều rồi thì có rất ít room để cho các bạn học được những điều mới. Nhưng mà nếu các bạn nghĩ là mình biết rất ít thì khi mà gặp bất kỳ ai hoặc là trong những cái hoàn cảnh, trong những cái điều kiện như thế nào thì các bạn có thể học được rất là nhiều, giống như là cái một miếng mút khô thì có thể hút được rất là nhiều nước vậy. Khi mà mình đi làm ở CSIRO thì mình gặp rất nhiều người senior hơn mình và mỗi người thì đều giỏi ở những mảng khác nhau. Như vậy là khi nói chuyện với mỗi người thì mình cũng hiểu hơn về công việc ở CSIRO, cũng như là học hỏi từ họ là cách làm sao để mình phát triển những cái kỹ năng cần thiết cho công việc của mình. Và ví dụ như khi mà mình đi conference thì mình cũng gặp các bác professor rất là lớn từ các trường đại học. Và điểm chung mình thấy là các bác giáo sư thực sự rất là khiêm tốn và người ta có một cái niềm đam mê thực sự với cái mảng mà người ta nghiên cứu. Khi mà mình đi học và đi làm càng lâu thì mình càng thấy là những cái điều mà mình biết thì càng ít và càng ngày thì càng có nhiều điều mà mình cần phải học hơn. Như vậy là mọi người cũng thấy là các bác senior ở CSIRO hay là các bác professor ở các trường đại học lớn thì rất là khiêm tốn. Vậy thì một đứa như mình mới chân ướt chân ráo thì có gì đâu mà để tỏ ra là mình biết nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những người khi mà mình đi làm hoặc là khi mà mình đi conference, mình nói chuyện thì người ta tỏ ra là người ta biết rất nhiều hoặc là biết rất sâu về mảng đó. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với những người đó thì khoảng 90% thì mình nhận ra là người ta cũng không có biết gì nhiều hơn mình. Thì nếu mà mình gặp những cái trường hợp như vậy thì mình cũng kiểu mình cười rồi mình ignore thôi, chứ cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian nói chuyện làm gì. Đó là những điều mình muốn chia sẻ sau một năm mình đi làm việc ở CSIRO. Hy vọng là năm sau thì mình sẽ có nhiều chuyện để kể với mọi người. Đừng quên nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập podcast tiếp theo trên kênh An Ordinary Researchers. Bye!